Đi vệ sinh có cần phải dùng quạt hay không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc rằng là ở trong nhà vệ sinh rất là nóng, và mùa hè như thế này đi vệ sinh nha, vã hết mồ hôi, và bạn luôn đi tìm kiếm một cái giải pháp nào đó để giải quyết được vấn đề gọn đẹp thẩm mỹ, và đặc biệt là mát để rằng là không bị vã hết mồ hôi khi bạn đi vệ sinh, đặc biệt vào mùa hè này nhá. Thì đây là những cái giải pháp mà dành cho bạn đang quan tâm đến điều này. Quạt mát âm trần dành cho nhà tắm, nhà vệ sinh sẽ giúp cho bạn có thể ngồi đọc báo ở trong đó được đấy. Thì đây, lắp âm trên trần, nhỏ, gọn, đúng không? Mát bởi cái hệ thống điều hướng gió. Đây, bạn nhìn thấy không? Hai cái cửa gió nó sẽ chạy chéo này, nó sẽ tạo ra một cái luồng gió, tia gió nhỏ, và có thể điều chỉnh theo hướng gió, quay lên, quay xuống, sang trái, sang phải, giống như kiểu cửa gió điều hòa ấy. Bạn thấy rằng là nó luôn được đổi hướng gió, thì bạn sẽ thấy rằng là gió rất là mát và dễ chịu, nó không bị bạt hơi đi, đúng không? Thì đây, cửa gió được thiết kế chéo về hai bên, cánh đổi hướng gió liên tục hai chiều, sẽ giúp cho tạo ra những luồng gió nhỏ, những cái luồng gió nhỏ, bạn thấy đấy, rất là thoáng mát. Nó không thổi trực tiếp, không thổi cố định ở một hướng, thì bạn có thể thấy bị bạt hơi. Thế nhiều người hỏi là lắp vào trên trần và cái cửa gió như này liệu có thổi tới nơi không? Khoảng cách mà chúng ta lắp ấy là tầm 2m7, 2m8, và hướng gió này có thể làm mát tới độ chiều sâu là 2m. Thì từ trên trần đến cái vị trí chúng ta ngồi, chúng ta nấu ăn ấy, đây là có thể lắp ở trong trần bếp nữa được. Nên là chiều cao của chúng ta trung bình khoảng 1m6, 1m7 với cái chiều cao của quạt là 2m rồi. Thì thoải mái, đúng không? Trần cao 3m3, 3m4 hoàn toàn lắp được. Rất là gọn. Kích thước nó chỉ có 30-30, bạn chỉ cắt cái ô trần ra. Nếu như nhà bạn là nhà cũ thì chúng chỉ cần cắt ra một ô trần rất là nhỏ 30 phân thôi, đã có thể lắp được sản phẩm này. Còn nếu mà nhà mới, ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm và dùng những cái loại trần tấm nhôm 30-30 thì vừa khít luôn, không phải cắt ra, rất là thẩm mỹ. Và đặc biệt dành cho ai đó ngồi ở trong nhà vệ sinh lâu thì đây này, nên phải có cái này. Sản phẩm này sẽ phù hợp cho bạn luôn. Và đặc biệt là vào những cái ngày mùa hè sẽ làm cho bạn dễ chịu khi phải tắm lâu. Cái này dùng phục vụ tắm. Ở trong nhà tắm thì ngoài đèn sưởi để phục vụ cho mùa đông, thì mùa hè chúng ta cần phải bổ sung này. Nếu như nhà bạn đang là nhà cũ thì nên sắm ngay một em này để có mà ngồi đọc báo ở trong nhà vệ sinh cũng được nhá. Yên tâm, không bị vã mồ hôi nữa đâu. Còn ở bếp thì các chị em thường xuyên mỗi ngày dành ra khoảng 2 tiếng để mà nấu ăn ý. Con này thì nó sẽ thổi vào vị trí nấu, người đứng nấu thôi, mà không bị bạt gió ở chỗ cái khu vực bếp ga, bếp từ. Nó sẽ không thổi vào khu vực đó, nó chỉ thổi ra vào chỗ người cho ta đứng nấu thôi. Nên là chị em mà quan tâm thì nhớ để lại cái bình luận ở cuối của video này nhá. Và xem đến đây rồi thì đừng quên subscribe kênh của Dũng Đèn LED để nhận được thêm nhiều giá trị từ những video của tôi. Và nhớ chia sẻ để mang cái lợi ích này tới nhiều người hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.